Hello mọi người, hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với series dài tập theo chương các Exorcist chiến đấu với bá tước ngàn năm. Và bây giờ thì mời các bạn vào phim để thưởng thức. Tập 25. Hôm nay anh trưởng phòng Khôi đã nhờ Alan đem một thứ đến cho tướng quân Yiga ở Hà Lan. Thực chất vị thống lĩnh là người đã đưa ra yêu cầu này để muốn gặp mặt với thanh niên tóc trắng. Ông ấy cũng đã biết về lời tiên tri kẻ hủy diệt thời gian của Halakka nên là mới bày ra chuyện này để được gặp Alan. Vừa đặt chân đến Hà Lan, Alan đã được Binder của tướng quân tiếp đón. Tuy nhiên hiện tại ngài Yiga đang thu phục Innocent ở Bỉ nên là cả hai đành phải đón tàu thẳng đến đó. Cậu và anh Binder đặt chân đến Bỉ thì trông thấy trận chiến của tướng quân và đám Akuma cũng đã nổ ra vô cùng căng thẳng. Với Innocent là một sở xích quyền năng, ngài Yiga đã lần lượt hạ từng tên quái một cách nhanh chóng. Tuy nhiên số lượng đông đảo của chúng khiến cho lão tướng quân không kịp trở tay. Trong tình thế đó, Alan không chút do dự mà lao đến tiếp viện. Với sức mạnh đến từ Innocent trong dạng súng, hàng loạt Akuma cấp 1 đã bị hạ gục trong nháy mắt. Nhờ thanh niên tóc trắng mà tướng quân mới rảnh tay quay sang xử tên Akuma cấp 2. Innocent trong sợi dây xích của ngài ấy phóng đến khống chế đối thủ. Tuy nhiên hắn ta đã thoát ra chuẩn bị phản đòn. Cũng may là Alan đã kịp thời xả đạn tiêu diệt nó trước khi ngài Yiga rơi vào nguy hiểm. Sau khi đoạt lại Innocent rơi ra từ người tên Akuma, ngài Yiga đã đưa Alan về căn phòng của mình để nấu cho cậu một bữa thật ngon lành. Vừa ăn uống, ông vừa nói rằng nhiệm vụ của 5 người tướng quân thống lĩnh của giáo đoàn đen là thu thập các Innocent và tìm kiếm những người tương thích với chúng. Tính cả cái hôm nay, ngài Yiga vừa thu thập từ tên Akuma thì tổng cộng ông đang giữ 8 mảnh Innocent chưa có chủ nhân. Trong cuộc trò chuyện với tướng quân, Alan còn biết rằng ngài ấy trước khi trở thành Exorcist đã từng là thầy giáo ở một ngôi làng nhỏ. Cho đến một ngày, người thân của một học sinh trong lớp đột ngột qua đời vì bệnh hiểm nghèo. Khi đó, bá tước ngàn năm đã tìm tới và dụ dỗ em ấy biến thành Akuma. Hôm sau, thầy Yiga vừa đến lớp thì phát hiện toàn bộ học sinh của mình đã bị sát hại một cách thê thảm. Một Exorcist đã xuất hiện tiêu diệt tên Akuma trong cơ thể của bé học trò và đưa Yiga về trụ sở của giáo đoàn đen. Tại đây, Halakka phát hiện thầy thương tích với một Innocent và có khả năng trở thành một Exorcist. Đã 40 năm kể từ ngày trở thành Exorcist nhưng mà Yiga vẫn không quên được bi kịch xảy ra với đám học trò của mình. Ông quyết là sẽ chiến đấu với Akuma đến khi chút hơi thở cuối cùng. Sau buổi gặp mặt ngắn ngủi ấy, sáng hôm sau, Alan đã phải tạm biệt tướng quân quay về trụ sở. Trong khi đó, anh Kanda vừa hạ gục được một tên Akuma cấp 2 thì bất ngờ lời nhắn của bá tước ngàn năm gửi đến toàn thể Exorcist vang lên. Ông ta nói rằng cuối cùng thì sau 7.000 năm vở kịch tận thế sẽ được mở màn. Tập 26. Ngay khi anh Kanda gọi về trụ sở giáo đoàn đen để thông báo cho Khôi về thông điệp của bá tước ngàn năm thì hàng loạt những cuộc điện thoại tương tự xuất hiện. Các Exorcist khắp nơi trên thế giới cũng nhận được thông tin như trên. Có lẽ đây chính là lời khiêu chiến của hắn đến với trụ sở Exorcist. Trong khi đó, đoàn xe của ngài tướng quân Yiga đã bị hai tên Akuma tiến hóa chặn đường. Ngoài ra, lần này còn có sự xuất hiện của hai thành viên cấp cao của gia tộc Noa. Hạng 5 Camelot và hạng 3 Tikimik ngay sau đó đã xuất hiện. Mục tiêu của chúng nhắm đến ngài thống lĩnh của giáo đoàn đen chính là muốn cướp đoạt những Innocent mà Yiga đang nắm giữ. Biết được sức mạnh của gia tộc Noa và Akuma tiến hóa không phải là dạng có thể dễ đối phó, tướng quân đã ra lệnh cho các Finder bỏ chạy, một mình ông sẽ ở lại chặn bọn chúng. Phía trụ sở cũng ngay lập tức nhận được tin tướng quân Yiga đang bị Akuma và gia tộc Noa tấn công. Trưởng phòng Kumi nhận thấy vấn đề hết sức nghiêm trọng nên liền ban ra thông báo khẩn huy động toàn bộ Exorcist đang thực hiện nhiệm vụ gần đó lập tức đến yểm trợ. Quay lại với trận chiến, mặc dù là người lớn tuổi nhất của trụ sở giáo đoàn đen nhưng mà khả năng chiến đấu của tướng quân Yiga không hề bị mai một. Chỉ vài đơn quyền cơ bản, cả hai tên Akuma tiến hóa đã nhanh chóng trở thành cát bụi. Tuy nhiên, khi ngài ấy vung sợi xích của mình tấn công về phía hai thành viên của gia tộc Noa thì bất ngờ bị dính chiêu thức của Camelot. Ngài Yiga đã bị đưa vào một không gian huyễn tưởng nào đó khiến những ký ức đau thương về cái chết của những người học trò vào 40 năm trước lại xuất hiện. Hết lần này đến lần khác chứng kiến đám học trò bị Akuma sát hại khiến ông gần như hóa điên. Thế kỷ thấy quá mất thời gian nên là liền ngăn Camelot lại rồi lao đến tung đòn kết liễu Yiga. Bá tước ngàn năm khi ấy cũng xuất hiện lấy đi những Innocent mà ngài tướng quân sở hữu. Tuy nhiên, cả 8 loại Innocent này không phải là thứ hắn đang tìm kiếm. Đến khi Glenally và Alan chạy đến nơi thì tướng quân Yiga đã gần như sắp chết và cơ thể thì đang bị trói bởi sợi xích của chính mình trên thân cây. Sau khi tướng quân được đưa về trụ sở thì may mắn vẫn còn sống. Tuy nhiên, thần trí của ông giờ như một người điên, miệng cứ lẩm bẩm câu hát của bá tước ngàn năm về thứ được gọi là trái tim.
Anh Khôi nói rằng có thể mục tiêu của bá tước ngàn năm chính là Innocent hình trái tim, thứ được xem là quý giá nhất vì nó chính là nguồn cung cấp năng lượng cho 108 mảnh Innocent còn lại trên trái đất. Ngoài ra, sức mạnh của Innocent trái tim còn có thể khiến cho các Innocent khác bị vô hiệu hóa. Nếu thứ này mà rơi vào tay của bá tước ngàn năm thì trái đất sẽ một lần nữa bị hủy diệt. Chính vì thế, mục tiêu hàng đầu các Exorcist chính là tìm ra nó trước. Tập 27. Ngài Yiga do vết thương quá nặng đã qua đời không lâu sau đó. Anh Kumo cho rằng lý do tên bá tước ngàn năm và gia tộc Noa nhắm vào tướng quân là vì nghĩ rằng người mạnh nhất của giáo đoàn đen đang nắm giữ Innocent trái tim. Tuy nhiên, thông tin về nó đến nay vẫn còn là một bí ẩn. Không có bất cứ ghi chép nào về Innocent trái tim và cũng không thể phân biệt nó với các Innocent thông thường khác. Có thể mục tiêu tiếp theo mà bá tước ngàn năm và gia tộc Noa nhắm đến chính là bốn vị đại tướng quân còn lại của giáo đoàn đen. Người đầu tiên là Claw, kế tiếp là Sokalo, rồi đến là Theodore và cuối cùng là sư phụ của Alan, tướng quân Croc. Để đảm bảo an toàn cho các tướng quân và những Innocent họ đang nắm giữ, anh Conway đã phân chia các Exorcist ra thành bốn nhóm chính tìm kiếm và bảo vệ các tướng quân. Lenali và Alan được phân công thành một nhóm lập tức đến vị trí của tướng quân Croc. Trên chuyến tàu đi tìm sư phụ, Alan đã kể lại những bất hạnh mà bản thân phải chịu khi sống cùng tướng quân cho Lenali nghe. Do cái tính tiêu xài hoang phí của ông thầy mà hết lần này đến lần khác đám cho vay tìm đến đòi nợ. Khi đó, Alan lại bị bắt làm vật thế thân trả nợ cho ông thầy mình mới ác. Mà làm ra bao nhiêu tiền thì cũng không đủ cho ông đi bao gái nữa. Để có tiền nhanh hơn, Alan đã dấn thân vào sới bạc, nhờ gian lận mà số tiền mang về cho sư phụ mỗi ngày một nhiều. Tuy nhiên, tiền kiếm càng nhiều thì thằng sư phụ nó càng phá nhanh. Giờ nghĩ thôi mà Alan nó cay hết cả người. Gặp lại chắc phải đấm ổng một cú cho hả giận quá. Trong một lần ghé qua cung điện ở Ấn Độ, sau khi đức vua qua đời, cung điện đó thuộc về quả phụ tên là Umina. Người phụ nữ xinh đẹp đó cũng chính là bồ của tướng quân Croc. Trong lúc sư phụ sống ở đó cùng người tình, Alan làm quen được một cậu bạn tên là Naran. Chị của cậu ấy là Miana, là người hầu của phu nhân Umina. Cho đến một ngày, chị Miana đột ngột qua đời. Bá tước ngàn năm đã xuất hiện dụ dỗ Naran, gọi hồn chị mình và biến cậu ấy thành Akuma. Đây cũng là lần đầu tiên Alan chiến đấu và hạ gục Akuma. Chớ treo thầy, đó cũng chính là người bạn đầu tiên thanh niên tóc trắng có được. Sau lần đó, quyết tâm tiêu diệt Akuma ngày càng mạnh hơn giúp cho cậu vững tin trên con đường trở thành một Exorcist. Tập 28. Tân binh Crowley đã nhận được nhiệm vụ đầu tiên của mình nên là rất vui sướng. Ngoài Finder là anh Thomas thì còn có cả Lavi và ngài Popman theo sau quan sát. Thông tin có được là tại một thị trấn nhỏ thường xuyên có người mất tích chỉ còn lại bộ quần áo. Vì lý do đó nên là trụ sở Exorcist đã giao cho Crowley nhiệm vụ lần này. Vừa đi vào thị trấn, răng nanh của nam tước đã có phản ứng với một tên Akuma tiến hóa. Thế nhưng anh chưa kịp tấn công thì bị người dân ngăn lại. Họ cho rằng con quái thú này chính là một người bạn tốt của dân làng chứ không phải là Akuma hại người. Lý do là tên Akuma này có bản tính rất là lương thiện. Không những được trẻ con trong làng quý mến mà người lớn cũng hết sức yêu quý vì nó rất hay phụ họ làm các công việc đồng áng. Lavi biết rõ những vụ mất tích có liên quan đến tên Akuma này nên là định ra tay tiêu diệt. Thế nhưng Crowley đã ngăn anh lại vì anh chàng Macaron tin tưởng con quái thú kia là một Akuma tốt bụng giống với Eliade mà anh từng quen biết. Để tìm hiểu thực hư mọi chuyện, anh Lavi đã cử Thomas bám theo tên quái thú. Tình cờ Finder phát hiện rằng cứ tối đến là nó lại biến đổi khác hẳn với lúc sáng. Sau khi thấy nó đi vào nhà kho, anh Thomas mới yên tâm trong lòng. Nhưng anh ấy không ngờ được rằng tên Akuma đã lén ra khỏi đó bằng cửa sổ phía sau. Đêm hôm đó, các ngôi làng gần đây bị Akuma tấn công và rất nhiều người vô tội phải chết. Các Exorcist liền có mặt nhưng tên Akuma đã nhanh chân chạy thoát vào rừng. Rồi đuổi theo thì phát hiện ra rằng nó chính là con quái thú mà người dân ở thị trấn bảo vệ. Trong phút giây lơ là, anh đã bị nó tấn công rồi mất dấu. Sáng hôm sau, trong lúc người dân tháo tấm kính màu của nhà thờ xuống thì không may bị vỡ. Alavi và mọi người chạy đến xem thì phát hiện thấy Innocent trong các mảnh vỡ. Thì ra là ngôi làng này được bảo vệ bởi kết giới Innocent nên là đám Akuma cấp 1 không thể vào trong. Vì thế mà tên Akuma cấp 2 được cử vào làng. Tuy nhiên, khi đi qua kết giới, tính cách của nó đã bị thay đổi 180 độ. Điều đó cũng lý giải vì sao nó luôn thân thiện với người dân trong thị trấn và khi ra khỏi kết giới nó lại trở về bản chất thật rồi tấn công các ngôi làng xung quanh. Rowley cuối cùng đã hiểu ra mọi chuyện. Anh lao đến dùng hàm răng Innocent của mình hút cạn máu tiêu diệt tên Akuma trước khi lũ trẻ bị nó giết chết. Tuy nhiên sau việc làm này, anh chàng Macaron không được người dân cảm ơn mà còn bị chửi rủa thậm tệ. Mặc dù vậy nhưng mà Crowley vẫn không hề buồn bã. Sứ mệnh của anh sống trên đời này là để tiêu diệt Akuma và cứu mạng mọi người.
Anh chàng Macron không hề để tâm về những hiểu lầm của họ vì trước đây bản thân nam tước cũng từng mù quáng bảo vệ một Akuma. Tập 29. Tiếp tục hành trình tìm kiếm tung tích tướng quân Croc, Alan và Lenali đã đến Anh Quốc, nơi mà thanh niên tóc trắng đã từng ở với thầy mình tại đây một thời gian ngắn. Lần này quay lại khiến cậu cảm thấy mọi thứ thật hoài niệm. Trên đường đi, cả hai phát hiện một đám tang gần đó. Với con mắt có thể thấy được linh hồn bên trong Akuma, Alan lập tức nhận ra chuyện khác thường liền xông đến bảo vệ người dân trước khi đám Akuma giết hại họ. Lenali cũng kích hoạt Innocent tiêu diệt đám quái vật trong nháy mắt. Tuy nhiên số lượng Akuma ở thị trấn này lại rất nhiều. Điều này khiến cho Alan lo lắng vì nghĩ rằng chúng đang nhắm đến Mora, một người hỗ trợ của giáo đoàn đen. Không do dự, cậu lập tức chạy thẳng đến nhà bà ấy và may mắn là Mora vẫn không sao cả. Đi thẳng vào vấn đề, Alan hỏi Mora về tung tích của thầy mình nhưng mà chẳng thu hoạch được gì cả. Ngoài ra, cậu còn biết được rằng dạo nửa năm gần đây, Akuma xuất hiện rất nhiều trong thị trấn một cách bất thường. Bất ngờ, có một cô gái tên là Lisa đã đến tìm Mora nên là Alan và Lenali đành phải lánh đi vì cô bé rất nhút nhát. Lý do cô ấy đến tìm Mora là để thông báo về tình trạng bệnh của anh Lenny. Bác sĩ tiên lượng rằng anh ấy không thể sống lâu được nữa. Mora nghe vậy chỉ đành an ủi Lisa vì bà cũng không biết làm gì hơn. Sau khi Lisa rời đi, Mora mới nhờ Alan và Lenny quan tâm tới cô bé một thời gian vì sợ rằng khi mà Lenny qua đời thì bá tước ngàn năm có thể xuất hiện để biến em ấy thành Akuma. Hôm sau, Alan đã đến bệnh viện cùng với Lenny để động viên Lisa để giúp cho cô ấy vượt qua thời gian vô cùng đau khổ này. Rồi, cái gì đến cũng đến. Người đàn ông tên là Lenny đã từ giã cõi đời khiến cho Lisa vô cùng đau buồn. Tập 30. Hôm sau, Alan và Lenny đến tìm Lisa thì phát hiện cô ấy đã biến đâu mất. Bất ngờ một nữ y tá trưởng xuất hiện lôi Lenny đi vì hiểu lầm cô là y tá thực tập xin đến bệnh viện làm việc. Alan định ngăn lại nhưng mà cô nàng associate đã ra hiệu vì cô muốn trà trộn vào bệnh viện điều tra. Tại tang lễ của anh Lenny, viện trưởng đã đến gặp Lisa để an ủi cô ấy. Alan tìm tới thì phát hiện hành tung của ông ta rất đáng ngờ. Chưa kể là lão viện trưởng còn cố tìm cách đuổi cậu rời xa Lisa nữa chứ. Phía bên này, Lenny vẫn đang trong vai diễn làm y tá của mình. Cô đã hỏi một người làm lâu năm ở đây và biết rằng cách đây nửa năm bệnh viện này mới được xây lại khang trang như bây giờ. Dựa vào dữ kiện thời gian này, cô nàng associate nhớ đến lời Mulder từng nói. Cũng vào nửa năm trở lại đây, đám Akuma lại xuất hiện ngày một nhiều hơn. Thế là Lenny đã lẻn vào phòng tài liệu điều tra thì phát hiện chính viện trưởng đã bỏ tiền túi ra để xây lại bệnh viện này. Điều đáng nói là ở một thị trấn nhỏ như vậy thì lão lấy đâu ra số tiền lớn được chứ? Chưa kịp tìm hiểu thêm thì Lenny đã bị một bác sĩ phát hiện là y tá giả vì người y tá thực tập bây giờ mới đến nhận việc. Trong quá trình chạy trốn, các bệnh nhân trong bệnh viện đều biến thành Akuma tấn công cô nàng. May mắn thay, Alan đã kịp thời xuất hiện tiêu diệt từng tên một bảo vệ cho cô và người bác sĩ. Cậu đoán rằng có thể chính lão viện trưởng của bệnh viện này đã bán linh hồn cho bá tước ngàn năm nên là trong thị trấn mới có nhiều Akuma đến như vậy. Trong khi đó, lão viện trưởng đang dùng những lời mật ngọt để Lisa gọi hồn anh Lenny nhập vào Akuma. Tuy nhiên, hắn chưa kịp ra tay thì Alan và Lenny đã đập cửa xông vào trong. Tên viện trưởng đã cầm sẵn một khẩu súng khiến cả hai associate không thể manh động. Hắn cũng thừa nhận việc trở thành tay sai của bá tước ngàn năm để đổi lấy tiền tài. Mulder lúc này cũng xuất hiện. Đứng trước khẩu súng của tên viện trưởng, bà không do dự mà tiến thẳng đến chỗ hắn, tung một cước hạ gục ông ta. Qua sự việc này, Mulder cũng nói với Alan và Lenny rằng bá tước ngàn năm không chỉ biến con người thành Akuma mà hắn còn lợi dụng những kẻ hám tài để biến chúng thành tay sai. Trước khi tiếp tục lên đường, Alan được Mulder đưa cho một đống thư đòi nợ từ mấy chủ tiệm gửi cho tướng quân Croc. Bà nói rằng có thể lần theo những địa chỉ đó biết đâu tìm được ông thầy thì sao. Thiệt hết nói nổi cái cha già này luôn. Tập 31. Anh, Cole và mọi người trong trụ sở rất lo lắng cho cô Miranda vì đã hơn một ngày trôi qua mà bà vẫn chưa có mặt tại giáo đoàn đen. Với cái tính hậu đậu của bà cô này thì có khi cả năm vẫn chưa tới được trụ sở nữa đó chứ. Vì thế, Lenny đã xung phong đi tìm cô ấy chứ chờ không biết tới khi nào. Miranda lúc này khóc không thành tiếng vì đã đi lạc đường. Chưa kể còn phải vác theo Innocent là nguyên một cái đồng hồ chà bá lửa. Vả lại, chuyện về giáo đoàn đen và Exorcist là bí mật nên là cũng không thể hỏi thăm ai được cả. May mắn thay, trong lúc tuyệt vọng nhất thì đã có một gia đình làm gánh xiếc cho cô quá gian theo cùng. Thấy đi nhờ vậy mà không làm gì báo đáp thì không phải lẽ. Nhưng Miranda đụng vào cái gì là hư bột hư đường hết cả. Đến việc nấu ăn đơn giản mà bà cũng làm mọi thứ rối tung lên. Việc này khiến nữ cảnh sát Moore đi ngang qua, trông thấy nên đã mời Miranda về phường hỏi thăm. Tại đây, nữ cảnh sát trông thấy nguy hiểm của giáo đoàn đen nên liền nhận ra Miranda cũng có liên quan đến Alan. Do thanh niên tóc trắng từng cứu mạng Moore một lần nên là cô mới biết về Exorcist và thứ vũ khí ác tính được gọi là Akuma. Sau đó, Miranda được đưa về với gia đình của chủ gánh xiếc.
đám Akuma cũng lần theo năng lượng mà Innocent tỏa ra tìm đến đông đảo. Thấy nguy hiểm ập đến với những ân nhân cho mình quá giang, Miranda đành dốc hết sức vác Innocent vào trong rừng. Tuy nhiên, đám Akuma vẫn không từ bỏ mà ráo riết bám theo. May mắn thay, Lanali đã kịp thời xuất hiện. Với sức mạnh từ Innocent, thiết hài đen thì rất nhanh, đám Akuma đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Sáng hôm sau, Miranda đã tạm biệt gia đình chủ gánh xiếc để cùng Lanali về trụ sở. Không hiểu kiểu gì mà cô nàng trợ lý đã về giáo đoàn đen từ lâu mà Miranda vẫn chưa xuất hiện. Thì ra là lúc Lanali dừng lại nghỉ ngơi một chút thì bà cô đã biến đâu mất tiêu. Anh, không ơi, đang lo lắng cho Miranda thì bà lúc này đã trèo lên đỉnh núi theo con đường của Alan khi trước. May mà Lanali đã có mặt kịp thời đưa bà lên chứ không lần liệm trước khi trở thành associate rồi. Không biết với công việc mới đầy khó khăn này thì bà cô vụng về Miranda có làm được hay không đây. Tập 32. Alan lúc này vẫn trên đường đi tìm sư phụ mình. Cậu đến bến tàu mua vé thì nghe tin không còn chuyến nào cả. Anh bán vé nói lý do là ở vùng biển này thường xuyên xảy ra đắm tàu nên là mới thiếu chuyến như vậy. Bất ngờ một đám nhóc xuất hiện nói rằng tàu bị chìm là do hải tặc tấn công. Nhưng anh bán vé cho rằng tụi nhóc quậy phá nói nhảm nên là cầm cây đuổi chúng đi. Do phải chờ đến sáng mai mới có chuyến nên là Alan đành phải tá túc ở gần bến tàu một đêm. Trong lúc cậu đang tập thể dục rèn luyện thân thể thì phát hiện Tim Canby biến đâu mất. Quay lại thì thấy đám nhỏ lúc sáng đã bắt chói em ấy. Đám nhóc nói rằng muốn kết nạp Alan vào nhóm hải tặc của chúng rồi bày ra các thử thách để làm khó cho cậu. Gì chứ cũng rảnh cả ngày nên là cậu đành chơi với tụi nhỏ luôn. Nào là thi ăn, thi chạy rồi bơi lội các kiểu con đà điểu. Tối hôm ấy, Alan nhận ra đứa nhóc cầm đầu chính là con của ông đầu bếp trong nhà hàng cậu đang ở. Cậu bé tên là Archie. Sau khi cậu nhóc ăn no về phòng của mình, ông bố cũng kể rằng trước đây bản thân cũng là một thủy thủ lang thang trên biển cả. Nhưng kể từ khi có vợ sinh con thì ông đã từ bỏ nghề biển vì khi đó ông biết quý trọng sinh mạng của mình hơn. Đáng buồn là mẹ của Archie đã mất sớm nên là ông phải một mình gà trống nuôi con nên là cậu nhóc có hơi cứng đầu một tí. Tối hôm ấy, Alan được Archie lén bố đưa đến một hang động. Tại đây, đám nhóc đã chuẩn bị sẵn một cái bè gỗ. Đây chính là phương tiện để cả bọn chiến đấu với cướp biển gây ra hàng loạt vụ đắm tàu gần đây. Cậu nhóc kể lại rằng vài hôm trước cả bọn đã tận mắt chứng kiến một con tàu lạ bất ngờ xuất hiện đâm vào con tàu chở khách khiến nó bị đắm. Nhưng khi đem chuyện này kể lại với người lớn thì không ai tin cả. Sáng hôm sau, Alan định đón tàu quay về trụ sở thì bất ngờ phát hiện đám nhóc đã tự ý treo bè gỗ ra biển. Điều khiến cậu lo lắng là con tàu đen mà tụi nhóc nói đến hôm trước chính là Akuma tiến hóa. Không do dự, cậu đã nhờ bố của Archie đưa mình ra đó bằng tàu của ông ấy rồi lao nhanh qua các dải đá ngầm để chiến đấu với tên Akuma. Thấy có Exorcist xuất hiện, hắn ta liền xả đạn về hướng con tàu chở khách khiến cậu phải dốc sức đứng ra chặn cái viên đạn. Thấy Alan đang sắp không cầm cự được nữa nên Archie và bố đã bắn một viên đạn đại bác tự chế về hướng tên Akuma để gây sự chú ý. Chớp lấy cơ hội đó, thanh niên tóc trắng nhanh chớp vung Innocent chẻ đôi chiếc tàu Akuma tiêu diệt hắn. Hôm sau, Alan rời đi thì được bọn trẻ vui mừng tiễn đi một đoạn. Bố của Archie đã quyết định trở lại làm thủy thủ để dạy cho đám trẻ. Con cậu sẽ tập kết với Lenali rồi lên đường tiếp tục tìm sư phụ Croc. Tập 33. Dạo gần đây, khu rừng dẫn đến làng Dunker được gọi là khu rừng không có lối ra vì những người đi vào đó đều một đi không trở lại. Kumi cho rằng đây là hiện tượng lạ do Innocent gây ra vì 3 ngày trước anh có cử Pathfinder đi điều tra nhưng hiện tại không liên lạc được với ai cả. Chính vì thế anh đã nhờ Lenali đi đến đó tìm hiểu mọi chuyện. Cùng lúc đó, Kanda cũng đang làm một nhiệm vụ phải đến làng Dunker. Khi anh đi qua khu rừng thì bất ngờ bị Akuma tấn công. Nhưng mấy con nhãi nhép này thì chỉ vài đường kiếm Morgan là đã dọn dẹp sạch sẽ chúng. Sau khi sửa xong đám quái thì anh phát hiện vẫn còn một Finder sống sót tên là Gozu. Thế là cả hai cùng nhau tiếp tục lên đường đến ngôi làng. Trên đường đi họ phát hiện một căn nhà nhỏ cũ kỹ giữa rừng. Tại đó còn có một cô gái đang đứng tên là Sophia. Anh Finder bước đến hỏi thăm thì biết rằng cô gái là người dân của làng Dunker. Còn căn nhà nhỏ này hiện tại không có ai ở cả. Tối hôm ấy, Kanda và Finder được mời về nhà cô gái tá túc và dùng cơm. Trong bữa ăn, anh Gozu đã hỏi thăm về tin đồn của một phù thủy đang sống ở trong ngôi làng này. Vừa nghe câu hỏi, cha của Sophia bỗng nhiên tỏ vẻ sợ hãi làm rơi chiếc đĩa rồi bỏ về phòng. Lúc này cô gái cũng kể rằng tin đồn về phù thủy ở ngôi làng này đó chính là bà lão sống trong ngôi nhà nhỏ tại bìa rừng hai anh gặp lúc sáng. Nhưng đối với cô thì ngôi nhà đó là của bà lão vô tình đi lạc đến đây chứ không phải phù thủy như người dân đã đồn thổi. Sau đó, Kanda và Gozu được sắp xếp cho một căn phòng để nghỉ ngơi. Nằm đến nửa đêm, Kanda bỗng nhiên giật mình vì gặp phải một giấc mơ kỳ lạ. Anh phát hiện Gozu đã mất tích không biết từ lúc nào. Lần theo dấu chân trên đất, Kanda đến được căn nhà nhỏ trong rừng. Tại đây, một Akuma đã xuất hiện chặn đường.
Nó nói rằng lý do hãm hại những người đến ngôi làng này là làm theo lệnh của một người. Anh chàng Exorcist không nhiều lời mà rút kiếm tiêu diệt hắn rồi tiến thẳng vào căn nhà của phù thủy. Tập 34. Vào được bên trong, Kanda thấy cha của Sawyer và Gozu đang bị bắt trói lại trên giường. Tưởng đâu người đàn ông này là chủ mưu nhưng thực sự thì không phải vậy. Finder kể lại rằng tối qua anh đã thấy một giấc mơ kỳ lạ. Đến khi mở mắt ra thì thấy bản thân đã bị trói ở đây. Ông lão chỉ muốn giúp anh thoát ra mà thôi. Cha của Sawyer lúc này mới run rẩy nói rằng trong làng thực sự tồn tại phù thủy. Nhưng khi Kanda hỏi người đó là ai thì ông ta đột nhiên chạy mất. Bất ngờ trong rừng vọng lên tiếng hét của người đàn ông khi nãy. Kanda và Gozu chạy đến thì thấy cha của Sawyer đã bị Akuma giết chết. Anh cũng nhanh chóng kích hoạt Innocent ra chẻ đôi người tên quái vật. Quay về làng Duncan, Sawyer đã đứng giữa phố chờ sẵn hai người họ. Cô kể lại rằng từ xưa người dân trong làng đã đối xử với một bà lão như phù thủy trong ngôi nhà nhỏ giữa rừng. Họ tin rằng nuôi một phù thủy thì mọi tai ương sẽ dồn về phía bà ấy. Sau một thời gian, người được cho rằng là phù thủy đã chết. Những dân làng mê tín đã yêu cầu tìm một người khác thay thế làm phù thủy và người đó chính là cô em gái song sinh của Sophia. Do cả làng đã đưa ra quyết định nên là cha cô cũng không thể phản đối. Từ đó, em của cô được đưa đến sống trong ngôi nhà nhỏ ấy để kế thừa làm phù thủy. Từ nhỏ, cơ thể của em ấy đã yếu ớt nên là cô bé đã chết dần chết mòn tại ngôi nhà ấy. Trong lúc đau buồn vì cái chết của em gái, Sophia đã bị bá tước ngàn năm biến thành Akuma. Để trả thù toàn người dân, cô đã biến tất cả người dân làng Duncan thành Akuma rồi sai khiến họ tấn công những người đặt chân vào khu rừng của thị trấn này. Sophia tính giữ mạng cho người cha mình nhưng mà ông ấy suốt ngày cứ đòi trốn khỏi nơi này nên là cô đã cử người đi giết ông ta. Quay lại hiện tại, đám Akuma đồng loạt xông lên tấn công Kanda nhưng mà đã bị thanh kiếm Morgan của anh ấy hạ gục chỉ trong một đòn. Sophia cũng không nhiều lời biến hình lao vào ứng chiến. Dù đã tiến hóa thành Akuma cấp 2 nhưng để solo với một Exorcist lão làng như Kanda thì còn khuya mới thắng được. Rất nhanh là cô đã bị nhát kiếm lạnh lùng của anh tiêu diệt. Lenali đã đến được làng Duncan và gặp được anh Gozu. Sau trò chuyện thì cô mới biết rằng đám Akuma trong làng đã bị Kanda tiêu diệt sạch sẽ. Tất cả chuyện kỳ bí ở đây đều do đám quái vật gây ra chứ không hề có Innocent nào cả. Tập 35. Lenali tính đến Tây Ban Nha gặp Alan để tiếp tục lên đường tìm kiếm tướng quân Croc. Gozu nghe vậy thì xin cô dắt mình đến thị trấn phía biên giới vì anh mới vừa nghe người dân đồn con đường đến đó có rất nhiều chó sói. Hết cách, cô nàng trợ lý đành phải đưa anh ấy đi một đoạn. Vô tình, họ gặp được một nhóm người dân đang di cư. Hỏi ra mới biết rằng ngôi làng ở biên giới đã bị lũ sói tấn công nên là người dân mới liều mạng di tản đi nơi khác. Bất ngờ một bầy sói xuất hiện tấn công cô bé trong đoàn. May mắn thay, một Exorcist đã kịp thời xuất hiện tiêu diệt chúng trước khi mà điều tồi tệ xảy đến. Lenali nhận ra đó chính là anh Summer, một Exorcist của giáo đoàn đen. Chưa kịp trò chuyện gì nhiều thì một Akuma tiến hóa cấp 2 trong hình dạng sói xuất hiện. Lenali không do dự mà kích hoạt thiết hài đen lao đến tấn công. Tuy nhiên tốc độ và sức mạnh của tên Akuma này khác hoàn toàn đám cấp 2 từ trước đến giờ. Mọi việc chỉ kết thúc khi anh Suman dùng Innocent dạng ký sinh trên cánh tay bắn ra một luồng gió xoáy mới tiêu diệt được nó. Sau khi đưa toàn bộ người dân đến thành phố an toàn, Suman định tiếp tục làm nhiệm vụ thì cô bé tên là Jessica chạy đến khóc lóc nhờ anh cứu mẹ. Bà ấy bị bệnh nên là người dân không thể đem theo được nên là hiện tại vẫn còn mắc kẹt ở thị trấn vùng biên giới. Suman tính không nhận kèo này đâu nhưng mà khi thấy cô bé lấy ra một đồng tiền thì anh mới miễn cưỡng đồng ý. Trước khi trời tối, bọn họ đã thành công đưa cô bé Jessica quay lại thị trấn vùng biên giới gặp lại mẹ. Nhưng lúc này mà đưa một người phụ nữ bị bệnh và trẻ em băng qua rừng thì rất nguy hiểm nên là Suman quyết định sẽ ở lại đây một đêm, sáng mai mới lên đường. Giữa khuya, đám Akuma đã lần theo mùi của Innocent trong người hai Exorcist tìm đến đông đảo. Lũ sói xông thẳng qua cửa kính tấn công vào nhà. Trong tình thế cấp bách đó, anh Suman đã kích hoạt Innocent thổi một luồng gió cực mạnh tiêu diệt chúng trong tích tắc. Thấy đám thú cưng bị giết, hai tên Akuma sói liền tóm lấy cô bé Jessica uy hiếp. Suman định giải cứu cô bé thì bị chúng cắn một phát vào tay khiến cho virus bắt đầu xâm nhập vào cơ thể của anh. Tuy nhiên, những người xấu Innocent dạng ký sinh giống Alan thì sẽ miễn nhiễm với virus. Chớp thời cơ, Lenly lao đến giải cứu Jessica ra khỏi tay đám Akuma rồi cùng Suman chiến đấu với chúng. Chỉ với một đòn từ Innocent gió, một cơn lốc xoáy được tạo ra quét tan bọn chúng trong nháy mắt. Hôm sau, Jessica và mẹ của cô bé đã được đưa đến thành phố an toàn. Anh Suman cũng trả lại cho cô bé đồng tiền vàng khi trước. Lenali nhận ra anh ấy cũng rất là ấm áp chứ không hề lạnh lùng như vẻ ngoài của mình. Tập 36. Lenali sau đó đã họp mặt cùng Alan tiếp tục đón tàu hỏa đi tìm tướng quân Croc. Nào ngờ trên đường đi một đám Akuma từ đâu xuất hiện tấn công. Để bảo vệ người dân an toàn, cả hai đành đứng ra chiến đấu và bảo bác tài hãy chạy đi trước. Mặc dù đám Akuma này rất đông nhưng mà với sự có mặt của hai Exorcist thì lần lượt từng tên đã bị tiêu diệt. Tuy nhiên vừa giết hết đám này thì một đám khác lại xuất hiện.
Thanh niên tóc trắng không hiểu vì sao ở một nơi vắng vẻ như vậy mà Akuma lại xuất hiện rất nhiều. Tối hôm đó, Harlan và Lennelly đã đói lả sau một ngày chiến đấu với rất nhiều Akuma. Tình cờ có một đoàn Finder đi ngang qua nên là cả hai mới được lấp đầy cái bụng đói của mình bằng một bữa ngon lành. Anh trưởng Finder cho rằng không biết có chuyện gì đang diễn ra mà rất nhiều Akuma đang kéo nhau về hướng Tây. Tại một khu mỏ nào đó, Teki của gia tộc Noa đang ở trong nhân cách thứ hai của mình là một người công nhân đào mỏ. Hôm nay anh ta xin nghỉ làm vì vừa nhận được cuộc gọi của bá tước ngàn năm yêu cầu tập hợp. Trước khi đi, anh đã tặng cho cậu bé tên là Eze một chiếc dây chuyền. Mặt dây chuyền được làm từ chính chiếc cúc áo của tướng quân Yaga đã bị giết hại khi trước. Đến điểm hẹn gặp bá tước ngàn năm, Teki đã quay trở về nhân cách hung ác của mình trong bộ dạng đặc trưng của gia tộc Noa. Trong khi đó, Harlan và Lennelly đã chia tay với nhóm Finder để tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ. Chưa đi được bao xa thì cả hai nhận được pháo tín hiệu cầu cứu của nhóm Finder. Vừa chạy đến nơi thì phát hiện cả nhóm đang bị đám Akuma tấn công dồn dập. Cũng may mà hai Associates kịp đến tiêu diệt sạch sẽ bọn chúng nên là không ai bị sát hại cả. Phía bên này, bá tước ngàn năm đã mở ra một cuộc họp quan trọng có mặt đầy đủ tất cả các thành viên khác của gia tộc Noa. Lý do chính của cuộc họp này là giai đoạn 2 của kế hoạch phá hủy thế giới đã bắt đầu. Lượng Akuma cũng ngày càng nhiều nên là giờ mỗi người của gia tộc Noa sẽ phải giết chết một Associate theo hình thức bốc thăm. Thẻ bài có tên người nào thì họ phải giết chết người đó. Không biết rằng trận chiến tiếp theo của Associate sẽ phải làm gì để đối đầu với gia tộc Noa hùng mạnh và Alan có tìm được sư phụ của mình giữa thế giới bao la rộng lớn ngoài kia hay không. Cùng xem tiếp phần sau ngay khi mà tụi mình làm xong nhé. Còn bây giờ thì cho xin một sub, một like nha mọi người. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong video lần tới.